Em nghĩ kết hôn là việc quan trọng, ngoài việc tìm cho mình được một bạn đời thích hợp thì em cũng cần trang bị nhiều kiến thức về hôn nhân, về kinh tế và đặc biệt hơn là về tâm lý của bản thân mình nữa. Và hiện tại thì em còn tập trung cho công việc trước mắt cho nên em chưa nghĩ đến việc kết hôn bây giờ. Giờ đa số là kết hôn muộn do có thể là kinh tế hoặc là do duyên nợ chưa tới hoặc là có thể là nhiều vấn đề khác. Có người thì muốn có về kinh tế trước rồi mới ổn định về gia đình. Thưa quý vị, qua đoạn clip vừa rồi có thể thấy rất nhiều lý do như áp lực công việc, tài chính hoặc sợ mất tự do, muốn tận hưởng cuộc sống độc thân hoặc lo ngại cuộc sống sau hôn nhân, nên nhiều phụ nữ chưa muốn kết hôn hoặc kết hôn muộn. Trong khi đó, theo các chuyên gia, việc kết hôn muộn, sinh con muộn, nhìn dưới góc độ sức khỏe sinh sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và biến chứng nguy hiểm với cả mẹ và con. Chuyên đề Hành trình kỳ diệu do Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang phối hợp Bệnh viện Quốc tế Phương Châu thực hiện bàn luận vấn đề này. Nhiều thế hệ người Việt trước đây luôn xem thành gia lập thất là việc hệ trọng cả đời. Thế nhưng với thế hệ sinh sau năm 1982 và nhất là thế hệ Z, tức sinh sau năm 1996, quan niệm này giờ đã khác. Kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình phát hành năm 2020 của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy bức tranh xu hướng kết hôn với nhiều biến động trong vài năm trở lại đây. Trong đó, độ tuổi kết hôn trung bình của nữ giới liên tục tăng so với nam giới. Xu hướng này một phần phản ánh cuộc sống hiện đại, nhưng cũng cho thấy nhiều vấn đề khác. Năm 2015 thì theo thống kê về dân số của Việt Nam thì cái độ tuổi kết hôn trung bình của chúng ta là 24.9. Nhưng tới năm 2020 thì cái độ tuổi đó là lên tới 25.7. Có nghĩa là gì? Chúng ta đang thấy là cái xu hướng kết hôn muộn ngày càng tăng lên. Trong khi đó là ở các cái thành phố lớn thì cái độ tuổi nó sẽ dao động đâu đó khoảng là 30. Có bốn cái lý do chính nó dẫn đến cái kết hôn muộn. Thứ nhất là gì? Phụ nữ bây giờ là tham gia vào cái kinh tế thị trường nên họ muốn là gì? Có một cái công việc ổn định. Cái thứ hai là gì? Họ muốn học tập để hoàn thiện bản thân. Cái thứ ba là gì? Họ muốn đảm bảo về cái tài chính trước khi mà sinh con. Và cái thứ tư là gì? Do tập trung ba cái yếu tố đầu tiên nên cái yếu tố thứ tư nó sẽ dẫn đến là gì? Cái tâm trạng của những người phụ nữ thật sự họ sẽ cảm thấy lo lắng khi mà họ lập gia đình, và họ sẽ cảm thấy lo lắng là họ nuôi con như thế nào, duy trì cái hạnh phúc hôn nhân gia đình như thế nào. Theo điều tra biến động dân số năm 2021 do Tổng cục Thống kê công bố, Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang là một trong 21 tỉnh thành phố có mức sinh thấp nhất cả nước. Nguyên nhân dẫn đến mức sinh thấp được chỉ ra là do người trẻ hiện nay kết hôn muộn. Độ tuổi kết hôn của nữ giới hiện trên 26 tuổi và sắp xỉ 30. Về mặt sinh lý, độ tuổi này vượt ngưỡng lý tưởng. 20 đến 26 tuổi, đó là độ tuổi lý tưởng nhất. Bởi vì cái hoạt động của buồng trứng nó tốt, cơ thể của người phụ nữ thời điểm đó là nó gọi là sung mãn nhất. Nên cái vấn đề những cái tai biến về sản khoa trong độ tuổi đó cũng là thấp. Tuy nhiên, thì đứng ở góc độ về xã hội học, thì cái độ tuổi kết hôn lý tưởng á, nó lại là từ 28 đến 32 tuổi. Thì theo những cái nghiên cứu cho thấy á, cái độ tuổi đó khi mà kết hôn á, cái tỷ lệ ly hôn khá là thấp. Bởi vì sao? Bởi vì các cặp vợ chồng ở độ tuổi đó thì họ đã có một cái vị trí làm việc ổn định, họ có một cái nguồn kinh tế tốt, và quan trọng là cái tư duy của họ, họ đã đủ cái sự chín chắn để cho họ quyết định một cái cuộc hôn nhân và họ quyết định được cái thời điểm nào họ nên có con. Chính vì vậy mà cái tỷ lệ ly hôn ở độ tuổi đó thấp. Trong thực tiễn, việc kết hôn muộn của người trẻ hiện nay chứng tỏ các bạn phần nào có sự chuẩn bị về tài chính và kiến thức hôn nhân gia đình, cũng như có những cân nhắc về trách nhiệm nghĩa vụ khi kết hôn với không chỉ bản thân mà gia đình hai bên. Đây là một điều tích cực cho việc xây dựng một thế hệ con cái được đầu tư đầy đủ, cả về y tế, giáo dục và dinh dưỡng. Về góc độ chính sách, việc người trẻ kết hôn là yếu tố để duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc, góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.
Ảnh hưởng của việc kết hôn muộn hiện nay là mức sinh thấp và tốc độ già hóa dân số nhanh chóng ở nhiều tỉnh thành. Từ năm 2011, Việt Nam chính thức bắt đầu vào giai đoạn già hóa dân số khi tỷ trọng nhóm dân số 65 tuổi trở lên chiếm 7%. Nước ta là một trong số những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, đi cùng các vấn đề về sức khỏe, bệnh tật phải được quan tâm, giải quyết. Mặc dù nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra rằng độ tuổi thích hợp nhất để phụ nữ sinh con là vào khoảng 26 cho đến 32 tuổi, tuy nhiên rất nhiều người trong độ tuổi này vẫn chưa lập gia đình. Không có lựa chọn nào là đúng, lựa chọn nào là sai, nhưng chiếc đồng hồ thời gian không chờ đợi một ai. Kéo theo đó là những thay đổi trong cơ thể của mỗi người mà không tuổi xuân nào có thể níu giữ. Tại khoa hiếm muộn Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, trong tổng số khách hàng đến khám chữa bệnh, có khoảng 20-30% trường hợp cặp đôi hiếm muộn. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc kết hôn muộn sau 32 tuổi, kéo theo các vấn đề về sức khỏe. Tỷ lệ có thai tự nhiên của người phụ nữ sẽ có cái xu hướng đó giảm dần theo thời gian. Cái tỷ lệ có thai bình quân mỗi một tháng của người phụ nữ trong cái độ tuổi sinh sản lý tưởng từ 20-26 nó khoảng 25%. Có nghĩa là 100 cặp vợ chồng trong độ tuổi đó, mỗi một tháng họ sẽ có 25 người sẽ có bầu, chứ không phải là tất cả. Vậy thì cái tỷ lệ này nó sẽ giảm dần đi, và nếu như sau 30 tuổi tỷ lệ này nó giảm xuống còn 20%, sau 35 tuổi tỷ lệ này giảm xuống còn 15%, sau 40 tuổi nó chỉ còn có 5% là cái khả năng có thai tự nhiên thôi. Cái số lượng trứng và cái chất lượng trứng của người phụ nữ sẽ phải giảm dần theo thời gian. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta nên cân nhắc có con sớm. Bởi vì khi mà chúng ta kết hôn muộn thì chúng ta sẽ dẫn đến một cái nguy cơ là hiếm muộn. Tuổi trẻ dành để trải nghiệm và ưu tiên sự nghiệp. Cặp vợ chồng này hối tiếc vì kết hôn muộn dẫn đến việc bị hiếm muộn. Dù tìm đến rất nhiều bệnh viện và áp dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản, nhưng kết quả đều không như kỳ vọng. Hiện tại ở độ tuổi ngoài 50, cả hai vẫn trên hành trình đi tìm con. Khi độ tuổi càng lớn mà chúng ta sinh con, thai lưu, thai sảy nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ. Nếu như một đứa bé bị dị tật thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả xã hội chứ không phải chỉ riêng cặp vợ chồng đó. Bởi vì cặp vợ chồng đó phải dành thời gian để chăm con, cái nguồn chi phí để chăm những đứa bé bị dị tật nó tốn khá là nhiều, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả xã hội luôn. Và khi mà chúng ta có một cái tình trạng mà hiếm muộn thì để rõ hơn á, thì chúng ta nói là khi mà một cặp vợ chồng lập gia đình, quan hệ đều đặn và sau một năm không có con thì mình gọi là hiếm muộn. Nhưng đó là với điều kiện là tuổi chúng ta dưới 35 tuổi. Nhưng nếu như từ 35 đến 40 tuổi thì cái thời gian này chỉ là 6 tháng. Và nếu như chúng ta trên 40 tuổi, cái thời gian thử của chúng ta chỉ có 3 tháng thôi. Và nếu như vượt quá thời gian đó thì nên đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Và khi chúng ta có kiểm tra sức khỏe sinh sản thì chúng ta sẽ được bác sĩ tư vấn các phương pháp điều trị. Và không có phương pháp nào mà không tốn kém. Chúng ta sẽ có là gì, canh trứng nè, chúng ta có bơm tinh trùng nè, chúng ta có can thiệp sâu hơn là làm thụ tinh trong ống nghiệm. Thì khi đó là gì, nó sẽ mất cái thời gian của các chị và chúng ta sẽ tốn kém cái chi phí khá là nhiều. Đợi cho buổi sáng không đi. Hiếm muộn đang là một chứng bệnh của thời đại khi tỷ lệ mắc ngày càng gia tăng và có dấu hiệu trẻ hóa. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới. Theo Bộ Y tế, nước ta hiện có khoảng 7,7% cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, tương đương 1 triệu đôi. Ước tính khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30. Trong đó tỷ lệ vô sinh thứ phát, nghĩa là vô sinh sau một lần có thai, có xu hướng gia tăng sau mỗi năm, và độ tuổi vô sinh hiếm muộn ngày càng trẻ hóa. Theo quy luật tự nhiên, phụ nữ cũng có độ tuổi sinh sản thuận lợi và ít thuận lợi hơn. Số lượng, chất lượng trứng của phụ nữ từ 20 cho đến 30 tuổi thường tốt, giúp người mẹ có thể sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, giảm dị tật bẩm sinh. Hiểu rõ vấn đề này, nhiều chị em phụ nữ ngày nay quyết định sinh con sau khi lập gia đình. Người phụ nữ này năm nay 28 tuổi,
Sau khi kết hôn, chị tìm đến các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu nghe tư vấn về tình hình sức khỏe và quyết định có con trước 30 tuổi. Cũng chậm, thả kinh, thả nhiều lần mà không thấy động được á. Nên là cũng thấy lo lắng nên mới đến đây khám. Chung là đến đây thì em mới biết được nhiều cái là mình phải quan tâm đến cái bộ phận sinh sản của mình nhiều hơn. Chứ không có để mà qua lo được. Các nghiên cứu cho thấy, nếu người mẹ tuổi 25 sinh con thì khả năng trẻ mắc bệnh Đao chỉ 1 trên 1.250 ca. Tỷ lệ này tăng lên 1 trên 952. Khi vào tuổi 30, trên 35 tuổi là 1 trên 378, trên 45 tuổi tỷ lệ 1 trên 30. Duy trì nòi giống là bản năng và trách nhiệm của mỗi cặp vợ chồng. Năm 2020, chính phủ ban hành chính sách khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi và phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Với trường hợp phụ nữ chưa có gia đình hay chưa có ý định sinh con, trữ trứng xã hội hay còn gọi trữ trứng, trữ noãn là giải pháp giúp ngăn ngừa những yếu tố về tuổi ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Cái trữ trứng là gì? Chúng ta sẽ lấy cái trứng ở cái độ tuổi trẻ, chúng ta sẽ đem đông lạnh cái trứng đó. Và hiện tại là gì? Cái tỷ lệ sống sau khi đã đông nó khoảng đâu đó tầm 99%. Và khi chúng ta có cái trứng nó trữ rồi thì 5 năm nữa hay 10 năm nữa, và tới cái thậm chí là tới cái giai đoạn phụ nữ mãn kinh luôn, thì họ muốn lập gia đình, họ muốn sanh con, thì khi đó là chúng ta chỉ cần rã đông cái trứng nó ra và chúng ta kết hợp với tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm, thì khi đó là gì? Chúng ta sẽ có là gì? Sanh con giống như một cái người mang thai bình thường. Và một cái quan trọng nhất cái thời điểm đó là gì? Cái trứng của một cái người phụ nữ mà được trữ lạnh ở giai đoạn 20 mấy tuổi nó sẽ tốt hơn cái trứng của người phụ nữ giai đoạn 35 đến 40 tuổi. Thì đó là cái xu hướng. Các bằng chứng hiện tại về việc trữ trứng với phương pháp thủy tinh quá cho thấy trứng được sử dụng tạo phôi sau rã không có sự khác biệt về tỷ lệ sống, chất lượng, khả năng mang thai và sức khỏe của thai nhi so với trứng vừa được chọc hút. Do đó, việc trữ trứng xã hội là một bảo hiểm sinh sản trong những trường hợp người phụ nữ chưa muốn lập gia đình sớm, người đang lên kế hoạch điều trị bệnh cần phải thực hiện những can thiệp ảnh hưởng đến chất lượng noãn, hay người phải làm việc trong môi trường có tính rủi ro cao. Tuy nhiên, trữ trứng hay các biện pháp hỗ trợ sinh sản khác chỉ là giải pháp tình thế, việc có thai tự nhiên trong độ tuổi sinh sản vẫn hiệu quả nhất. Khi chúng ta có thai tự nhiên, đó là một cái quá trình chọn lọc những cái trứng tốt nhất và chọn lọc những con tinh trùng tốt nhất. Và khi chúng ta mang thai ở cái giai đoạn mà sinh lý, là cơ thể chúng ta nó đang ở thời kỳ sung mãn nhất, thì khi đó là gì? Em bé nó phát triển đầy đủ, nó có sự phát triển về thể chất, nó phát triển về tinh thần rất là tốt. Nên cái gì nó cũng vậy, khi chúng ta quyết định làm cái gì thì các anh chị phải nên đặt một cái lợi ích và một cái nguy cơ lên bàn cân, và nếu như cái lợi ích chúng ta nó cao hơn thì chúng ta làm. Tháng 4 năm nay, dân số Việt Nam sớm đạt 100 triệu người. Dấu mốc này đưa nước ta trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. Tuy nhiên, mức sinh giảm qua các năm, tâm lý ưa thích con trai vẫn tồn tại phổ biến gây mất bình đẳng giới, là những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt và vượt qua. Các chuyên gia ước tính, khoảng 47.000 trẻ em gái bị thiếu hụt mỗi năm. Cơ quan của Liên Hợp Quốc dự báo đến năm 2034, Việt Nam dư thừa 1.500.000 nam giới trong độ tuổi từ 15 đến 49, và con số này sẽ lên đến 2.500.000 người vào năm 2059. Duy trì nòi giống là bản năng và trách nhiệm của mỗi cặp vợ chồng. Phụ nữ muốn hoàn thành nhiệm vụ và những mục tiêu đặt ra cần có thời gian tích lũy, nhưng số tuổi của buồng trứng thì có giới hạn và tuổi xuân không chờ đợi một ai. Thưa quý khán giả, ở góc độ sinh lý và xã hội học, kết hôn muộn dẫn đến sinh con muộn đang kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe, cùng với đó là các khoản chi phí rất tốn kém khi phải nhờ đến các biện pháp hỗ trợ sinh sản. Việc khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi và sớm sinh con là hoàn toàn có căn cứ khoa học, đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe cũng như tinh thần cho các cặp vợ chồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số và hạnh phúc của mỗi gia đình.
chuyên đề Hành trình kỳ diệu do Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang phối hợp Bệnh viện Quốc tế Phương Châu thực hiện đến đây là hết. Những thắc mắc cần bác sĩ tư vấn, quý vị thông tin đến chúng tôi qua email hành trình kỳ diệu a@gmail.com. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.